các bạn đã gửi vào mình qua hai kênh. Thứ nhất là Facebook của mình, thứ hai là trong blog kiểm toán. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi lần lượt từng câu hỏi một nhé. Toàn câu hỏi mình là trình tự học ACCA theo anh nên học các môn thứ tự như thế nào thì hợp lý nhất ạ? Trước khi đi trả lời câu hỏi này thì mình nói qua một chút về chương trình học ACCA. Đối với ACCA thì chúng ta sẽ có các môn từ F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 và F9. Và các môn P chúng ta có P1, P2, P3, P4, P5, P6 và P7. Thì đây là toàn bộ tất cả các môn học của ACCA. Tuy nhiên thì đối với các môn P chúng ta chỉ được thi 5 trên 7 môn thôi. Và trong đấy thì môn P6 liên quan đến thuế thì ở Việt Nam chúng ta không tổ chức thi. Như vậy chúng ta chỉ còn chọn là 5 trên 6 môn. Thế thì thường đối với các bạn mà học chuyên ngành về tài chính kế toán rồi thì các bạn sẽ được miễn tối đa đến 4 môn đầu tiên. Còn lại chúng ta sẽ phải học 5 môn F còn lại và 5 môn P. Thế thì chúng ta nên học theo trình tự như thế nào? Đầu tiên chúng ta nói về cái nội dung học của một số môn đã. Ở đây thì mình có môn F3, F7 và môn P2. Ba môn này liên quan đến mảng kế toán tài chính. Như vậy khi chúng ta học thì chúng ta cũng học theo thứ tự từ F3 đến F7 rồi đến P2. Thì cái mảng kế toán tài chính là cái mảng mà mình cũng khuyến nghị mọi người nên học trước. Nếu mà chúng ta học cùng các môn với nhau, ví dụ kế toán tài chính và quản trị thì mình vẫn nên học kế toán tài chính trước. Tiếp theo đối với mảng kế toán quản trị thì mình sẽ có môn F2 này, môn F5 này và môn P5. Thì theo bảng kế toán quản trị, môn F1 đó là môn kiến thức chung về kế toán, về kinh doanh, các kiến thức căn bản thôi. Thì môn F1 và môn P1 thì có mối liên hệ với nhau. Môn F4 là môn về luật. Môn này là môn có thể nói là độc lập so với các môn khác. Chúng ta có môn F6 là môn về thuế. Còn đối với kiểm toán thì chúng ta sẽ có môn F8 và môn P7. Tiếp theo về mảng tài chính, nó giống như môn tài chính doanh nghiệp mà chúng ta được học ở trường ấy, thì chúng ta có môn F9 và môn P4. Còn môn P3 là gì? Môn P3 là cái môn nó về chiến lược doanh nghiệp. Ở trong này sẽ học rất nhiều thứ về mặt chiến lược của một doanh nghiệp. Ví dụ các bạn có thể học về các chiến lược về marketing này, chiến lược bán hàng này, hay như là chúng ta sẽ chọn cái dự án kinh doanh như thế nào, phân tích một cái dự án kinh doanh như thế nào, phân tích về doanh nghiệp. Thế thì đối với lại tất cả các môn như thế mà mình cũng đã trình bày nội dung rồi thì chúng ta nên học theo cái thứ tự như thế nào. Thì thực ra ACCA họ đã đặt tên các môn theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi. Thì chúng ta cứ theo thứ tự đấy mà chúng ta học thôi. Tuy nhiên thì mình cũng định hôm nay các bạn là một chút là mình có thể nếu mà các bạn được miễn các môn từ F1, F4 rồi mà chúng ta chưa có nền tảng tiếng Anh thì mình vẫn nên đi học môn F2 và môn F3. Tại vì hai môn này nó sẽ là nền tảng về kế toán tài chính, kế toán quản trị cho bạn học tiếp về sau nữa. Như vậy 4 môn đầu thì chúng ta nên học thêm 2 môn F2, F3 nếu mà các bạn chưa chắc. Còn các môn sau thì mình nên học môn F7. Đối với môn F7 sau đấy thì nó là nền tảng các bạn để học về thuế và học về kiểm toán ở môn F6 và môn F8. Sau đấy mình có thể học môn F5, thì trong 4 môn này các bạn nên học F5 và F7 trước. Đối môn F6 thì thực ra các bạn có thể học nó sau môn F7, thì chúng ta cũng cân đối thời gian và cái lịch học của mình cho nó phù hợp thôi. Sau đấy xong hết rồi mình học lên F9 và các môn tiếp theo là môn P. Sang môn P thì bạn sẽ học 3 môn bắt buộc của môn P là từ P1 đến P3. Trong 3 môn còn lại thì mình sẽ chọn lại 2 môn. Ví dụ như mình thì mình chọn môn P4 và môn P7. Còn thường thì mọi người sẽ chọn môn P5 và môn P7. Thì học như nào là tùy các bạn và chọn như nào là tùy các bạn, tùy vào điểm mạnh của các bạn và những cái cân nhắc khác của các bạn cảm thấy là phù hợp. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã đi qua sơ bộ về cái gợi ý của mình liên quan đến việc là chúng ta nên học những môn học trước. Còn cụ thể thế nào thì chắc là tùy mỗi người sẽ có những cái lộ trình chúng ta đi nó phù hợp. Đấy là cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi tiếp theo: khi đọc sách em rất khó tóm tắt lại các nội dung và liên kết chúng lại với nhau, anh nên dùng cách nào để hệ thống lại kiến thức ạ? Cho em xin cái ví dụ ạ. Khi mà đọc sách về chuyên ngành ấy, thì các bạn sẽ hình dung là sách về ACCA nhất nó rất là dày, một quyển nó đến vài trăm trang. Và vài trăm trang thì chúng ta sẽ đọc trong bao lâu? Ví dụ như các bạn đọc một trang A4 trong vòng một ngày chẳng hạn. Mới bắt đầu đọc thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm một ngày. Khi đọc một trang A4 như thế, chúng ta không đơn thuần là chúng ta dịch về tiếng Anh, mà chúng ta còn hiểu về mặt nghĩa, và đặc biệt đối với kiến thức thì có những cái kiến thức các bạn sẽ phải tra Google, các bạn sẽ phải hỏi thầy cô, các bạn sẽ phải hỏi bạn thì chúng ta mới có thể hiểu được. Thế thì chúng ta sẽ, nếu ví dụ như thế, chúng ta một ngày một trang chẳng hạn, chúng ta sẽ mất đến cỡ một năm để chúng ta đọc xong một quyển. Thì thời gian chúng ta không thể có nhiều như thế để mà mình có thể nghiên cứu chi tiết đến từng trang một và từng từ một như thế được. Thì khi mà đọc sách thường thì mình sẽ đọc theo sách của BPP, nhà xuất bản BPP. Khi đọc sách như thế thì mình có một cái thói quen như thế này. Khi mà bắt đầu vào một chương, mình sẽ đọc một lượt chương đấy rất là nhanh, trong vòng khoảng tầm 3 đến 5 phút. Như vậy thì 3 phút đây chúng ta sẽ đọc cái gì? Chúng ta sẽ đọc xem nội dung chương đấy có cái gì. Và thường chúng ta chỉ đọc những cái gì đấy tiêu đề này và những cái gì đấy bị động thôi. Chúng ta chưa đọc một cách chi tiết đối với lại các cái nội dung ở trong chương đấy. Như vậy từ 3 đến 5 phút sẽ giúp các bạn là hình dung ra trong đầu của chúng ta chương này chúng ta sẽ đọc về cái gì, và chúng ta quan trọng nhất chúng ta nên trọng tâm vào cái gì. Thì 3-5 phút này sẽ giúp chúng ta định hình được. Và sau khi đọc 3-5 phút xong rồi, đối với mỗi một chương thế thì mình sẽ đọc hết quyển sách đấy trong vòng khoảng tầm nửa ngày, đọc rất là nhanh. Như vậy trong vòng nửa ngày thì mình sẽ nắm được là toàn bộ cái quyển sách này nó sẽ nói về gì. Chúng ta chưa bàn chi tiết về cái nội dung mà chúng ta sẽ được học đấy, tại vì khi mà chúng ta đọc chi tiết thì nó sẽ rất là phức tạp. Mình chỉ biết là khi mà học xong cái môn này thì mình sẽ nắm được cái kiến thức gì. Thì đấy là cái việc đầu tiên mình làm trong nửa ngày. Còn lại sau đấy mình sẽ đọc chi tiết từng chương. Thì cái quan trọng nhất là các bạn phải có một cái kỹ năng để mà xác định làm sao đấy chúng ta nên trọng tâm vào cái gì và cái gì chúng ta nên bỏ qua. Tại vì nếu các bạn đọc qua tất cả cái cuốn sách như thế thì rất khó. Khó ở chỗ là thứ nhất là về mặt kiến thức. Chúng ta có thể gặp một cái vấn đề nó khó hơn là nó sẽ làm chúng ta cảm thấy rất nản. Và khi nản rồi các bạn sẽ mắc phải một chứng bệnh nó gọi là buồn ngủ. Chắc chắn là thế rồi. Đọc một cuốn sách rất dài thì nó lăn ngủ rất dễ. Cái thứ hai nữa là chúng ta chưa có được cái nền tảng tiếng Anh thật chắc. Và khi chúng ta chưa có nền tảng tiếng Anh thật chắc và đọc cái tài liệu hoàn toàn tiếng Anh như thế thì mình cũng cảm thấy rất là nặng, và nặng là chúng ta lại quay về căn bệnh lúc nãy nó buồn ngủ. Chuyển qua Facebook ngồi chat chít một lúc này cũng mệt mỏi quá vân vân, thì đương nhiên nó sẽ làm cho chúng ta bị mất tập trung và bị giảm hiệu quả tập đi. Thế thì khi mà chúng ta đọc chi tiết rồi từng chương một ấy, thì mình sẽ đọc lần lượt từ đầu chương đến cuối chương, nhưng mà học rap cũng rất là nhanh. Mình đọc và theo một cái, không biết nói các bạn như nào, nhưng mà mình đọc thường là mình sẽ làm sau đấy thì mình cảm thấy là mình thoải mái nhất. Cái gì khó phát bỏ qua luôn, chúng ta chưa cần tìm hiểu chi tiết như thế đấy, chúng ta xem lại sau và chúng ta cứ đọc cho nó thoải mái. Cảm thấy là mình nắm được những cái kiến thức này. Tuy nhiên là có một cái lưu ý với các bạn là đối với phần bài tập ấy, chúng ta phải xem nó rất là kỹ và phải sure, đảm bảo các bạn hiểu rõ được cái cách mà chúng ta sẽ làm bài tập như thế nào. Thì cái sau khi đọc xong hết một chương rồi thì ở cuối chương bao giờ nó có một cái phần tổng hợp này kiến thức của chương, và các bạn có thể đọc lại cái phần tổng hợp kiến thức đấy để mình nắm cách sơ bộ nhất là mình đã gain được cái gì qua cái việc đọc cái chương đấy. Thế thì một cái nữa rất là hay, khi mà đọc sách của BPP xong rồi, các bạn có được một chút kiến thức rồi, chúng ta sẽ quay sang đọc những cái quyển lecture notes. Những quyển này các bạn có thể tìm rất dễ trên mạng, ví dụ các trang là Open Tuition, trang mở về đào tạo ACCA, trong đấy có rất nhiều tài liệu và có những thầy giáo họ post những cái quyển lecture notes, cái quyển bài giảng của họ trên đấy, và các bạn có thể đọc và các bạn tổng hợp lại kiến thức của mình, các bạn sẽ cảm thấy nó dễ hiểu hơn. Hoặc là các bạn có thể xin các cái quyển lecture notes của các trung tâm trên địa bàn Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh. Các thầy giáo cũng có những cái quyển riêng mà chúng ta có thể lấy về và chúng ta đọc về, chúng ta tổng hợp lại kiến thức. Một cái nữa mà mình cũng hay xem đó là Chương Thực. Trong YouTube thì cũng có rất nhiều những cái video của các thầy cô tổng hợp lại kiến thức của các môn học, và chúng ta có thể đọc, quên, chúng ta có thể nghe, và đương nhiên là cái kỹ năng nghe của bạn sẽ phải sure là bạn có thể nghe được những cái gì mà thầy cô nói trên đấy, thì cũng là một cái mà chúng ta nâng được cái khả năng tiếng Anh của chúng ta lên. Như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn cho bạn một cách sơ bộ về cái làm sao đấy mà chúng ta đọc và chúng ta tổng hợp lại kiến thức một cách căn bản nhất thôi. Còn mỗi người có một cái phương pháp học riêng và mình sẽ áp dụng nó làm sao phù hợp và hiệu quả nhất. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Thu Trang. Anh Trang hỏi là để bắt đầu học ACCA thì nên học theo trình tự các môn, cách để nắm bắt và tổng hợp kiến thức như thế nào để có kết quả tốt nhất ạ? Thì vừa rồi mình cũng đã trả lời câu hỏi này ở trên rồi nhé. Bạn đóng video mãi, rất xin lỗi các bạn nhé, tại vì mình cũng từ rồi mình hơi bận một chút nhưng bây giờ mình mới làm được video. Trang hỏi ở Việt Nam thì nên học những môn gì của ACCA và trình tự học như thế nào ạ? Mình quay trở lại lên trên một chút. Thì lúc nãy mình có nói là đối với các môn học của ACCA thì chúng ta bắt buộc phải học tất cả các môn S và lên các môn P thì mình sẽ được tùy chọn. Tuy nhiên là 3 môn P đầu là chúng ta sẽ bắt buộc phải học, và các môn P sau 3 môn còn lại chúng ta được phép chọn 2/3 môn. Thì như vậy về lựa chọn thì chúng ta chỉ được chọn 2/3 môn cuối thôi. Ở Việt Nam thì cũng như là tất cả quốc gia khác thì chúng ta đều học giống nhau và có quyền lựa chọn giống nhau. Chỉ có môn P6 là môn nó hơi đặc biệt một chút liên quan đến thuế. Thì ở Việt Nam chúng ta hiện tại là không tổ chức thi môn P6. Bạn Hoàng có hỏi về phương pháp tự học của anh đối với các môn F cao và môn P. Thì anh có làm quyển kit không ạ? Hay đọc text xong thì anh thực hành past paper luôn ạ? Ok. Đối với câu hỏi này thì mình sẽ nói qua một chút về cái cách mà mình tự học đối lại các môn học của ACCA. Thì khi tự học với các môn của ACCA chúng ta sẽ có 2 quyển. Sách của BPP, mình hay học theo sách của BPP. Quyển thứ nhất nó là quyển Facebook. Quyển thứ hai là quyển bài tập Revision Kit. Như vậy trong 2 quyển này thì thường mình sẽ ôn thi trong đối với một môn Cụ thể đối với các môn thép thì mình ôn hơi lâu, khoảng 2 tuần. Còn đối với các môn quê thì thường thường mình ôn vào khoảng trong 1 tuần thôi. Thì đối với quyển textbook này thì mình sẽ thường là mình sẽ đọc nó trong khoảng tầm 2 đến 3 ngày. Và sau đấy mình sẽ làm xong quyển revision kit. Revision kit là cái quyển mà mình dành phần lớn thời gian để mình làm. Tại vì ở đây nó chính là cái bài tập, và trong bài tập này thì nó có những dạng mà chúng ta đi thi chúng ta sẽ đọc lại. Thế thì khi mà mình làm revision kit thì mình trước kia khi mà học các môn khác, lúc đấy thì kinh nghiệm chưa có nhiều thì mình vẫn làm theo kiểu là chúng ta đọc đề trong revision kit, sau đấy là làm lại, sau đấy là mình đối chiếu đáp án xem là có cái gì để nó lệch hay không. Sau đấy thì thời gian mình đi làm và thời gian thì nó cũng eo hẹp hơn, thế là mình lại thay đổi chiến lược một chút, có nghĩa là mình đọc đề, sau đấy là mình đọc luôn đáp án, đọc một lượt, sau đấy là chúng ta quay trở lại, chúng ta bắt đầu chúng ta làm và chúng ta đối chiếu lại xem là mình có khớp đáp án hay không. Còn gần đây nhất khi mà mình ôn thi trong quê thực ra là thời gian nó không có nữa, thì mình chỉ làm theo kiểu là sau khi đọc text xong thì mình bắt đầu mình làm viên kỹ. Nói làm thì hơi quá, lúc đấy mình chỉ có cầm một cái quyển revision kit là mình đọc thôi, và bên tay mình thì cầm một cái máy tính. Khi mà đọc đề xong mình chuyển sang mình xem đáp án luôn, và xem đáp án luôn, và lúc đấy ngồi có thể là bấm máy tính tính toán để kiểm tra lại. Thực ra là nó chắc chắn nó sẽ đúng rồi, số liệu họ tính toán đúng rồi, nhưng mà cái việc chúng ta thực hiện lại cái thao tác đấy nó sẽ giúp mình là nắm được cái cách mà mình sẽ xử lý đề như thế nào. Thì tùy vào cái phương pháp học của mỗi người và cái thời gian phân bổ của mỗi người mà chúng ta có thể học một cách phù hợp. Sau khi học xong 2 quyển này xong, textbook và revision kit, thì mình hay vào trong trang Open Tuition.com. Vào trang này sau đấy là mình lấy các cái quyển lecture notes. Mình lấy quyển lecture notes này, sau đấy mình đọc để hệ thống lại kiến thức. Tại vì các quyển lecture notes này thường thường là các thầy giáo sẽ có những cái hệ thống, có những cái sơ đồ, và từ đấy mình có thể mình có một cái cách nhìn tổng quan nhất và nắm được cách tổng quan nhất về kiến thức. Ngoài ra thì lúc nãy mình cũng có nói rồi là vào xem video ở trên mạng thì thường mình xem nó trước khi mình đi ngủ ấy, thì cái thời gian trong một ngày ôn thi thì bạn cứ phân bổ làm sao đấy nó phù hợp nhất. Và thường thường mình sẽ rất ít mình để thời gian chết, có nghĩa là khi mà chúng ta đang mệt mỏi, chúng ta đọc textbook chẳng hạn, các bạn có thể quay sang revision kit hoặc là bạn quay sang lecture notes để chúng ta đọc. Mệt mỏi quá thì mình online để mình vào mình xem video, chứ không phải vào Facebook nhé. Còn cái bạn có nói về cái past exam, có nghĩa là những cái đề thi cũ có làm không, thì thường là trong cái quyển revision kit này đã tổng hợp những cái đề thi cũ rồi. Thường thì mình sẽ làm thêm cái đề thi gần nhất thôi, và tuần vừa rồi mình thi môn P thì thực ra cũng không nhiều thời gian, nên là đối với đề thi gần nhất thì mình lôi ra mình đọc một cách nó rất là nhanh thôi, để xem là cái đề gần nhất nó có cái gì thay đổi hay không. Thì cái chính của mình ở đây, như bạn thấy là mình sẽ tập trung vào cái quyển revision kit mà mình dành rất nhiều thời gian cho quyển này. Ở đây mình sẽ nắm được cái dạng đề thi như thế nào và cái cách xử lý bài như thế nào. Anh ơi, em chưa được tìm hiểu nhiều về ACCA, nhưng mà có nghe nói. Anh có thể nói cho em biết về ACCA được không ạ? Học ACCA là học như thế nào, học những gì, muốn học thì cần có những gì, và học ACCA xong sẽ như thế nào ạ? Em cảm ơn anh. Đây là một câu hỏi nó cũng khá là nhiều vấn đề về ACCA, và anh cũng chắc là xin lỗi vì câu hỏi này thì anh không thể trả lời nó, thì nó rất là dài. Mà thực ra là anh cũng có viết một cái bài về ACCA rồi, và sau trong cái video này thì anh sẽ gửi kèm cái link để cho các bạn có thể đọc và tìm hiểu thêm. Sau đấy thì hiểu thêm rồi mình có thắc mắc gì khác thì mình có thể contact anh và anh sẽ trả lời. Đó, chị Len. Chị Len là trưởng ACCA. Bà khán giả có bảo là bữa nào làm cái video về CA thì chắc là để một thời gian nữa nhé. Học F2 và F3 cùng một lúc liệu có bội thực không thầy? Câu hỏi này thì bản thân thầy giáo của bạn ngày xưa khi đi học cũng học hai môn F2 và F3 cùng lúc. Có bội thực hay không? Bội thực hay không thì nó lại tùy vào mỗi người. Ở đây môn F2 là chúng ta sẽ học về kế toán trị và môn F3 là chúng ta học về kế toán tài chính. Đương nhiên là hai môn này nếu mà đối với những người mà bắt đầu học ACCA thì nó cũng khá là nặng. Nếu mà em đã được học kiến thức căn bản ở trên trường rồi liên quan đến kế toán tài chính và kế toán quản trị thì hai môn này cái độ khó nó thì nó sẽ dừng lại cái chính là ở cái phần tiếng Anh thôi. Còn lại về mặt kiến thức thì nó cũng na ná nhưng mà chúng ta học ở trên trường. Còn nếu mà học hai môn này cùng lúc thì bạn hình dung là nếu mà chúng ta có một tuần chúng ta có 7 ngày, mỗi môn chúng ta học 2 buổi tối thứ hai thì một tuần chúng ta sẽ 4 buổi tối chúng ta đi học. Đấy là chúng ta chưa kể về chúng ta tìm hiểu thêm về tài liệu cũng như chúng ta làm bài tập về nhà. Thế thì có bội thực hay không? Thường thì bản thân mình cũng như là các anh chị khác thì sẽ học khoảng tầm 2 đến 3 môn một kỳ để chúng ta có thể rút ngắn được cái khoảng thời gian mà chúng ta học với ACCA xuống. Thế nên đây cũng là một cái mức độ trung bình thôi. Có thể là trong quá trình học các bạn sẽ cảm thấy nó mệt mỏi, nó khó khăn quá nhưng mà sẽ mất khoảng tầm 1 tháng để chúng ta làm quen. Và khi mà chúng ta làm quen được với cách học rồi thì các bạn sẽ cảm thấy nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và ngoài ra thì đối với việc học ACCA như thế này thì mình cũng rất là khuyến khích các bạn tập hợp lại với nhau, tạo thành các nhóm. Và ngoài giờ học mà chúng ta học ở các trung tâm hoặc là các thầy cô ra thì các bạn có thể học nhóm với nhau rất hiệu quả. Ngày xưa thì bọn mình cũng khi mà học thì bọn mình cũng có học nhóm với nhau, và khi học nhóm với nhau chúng ta sẽ thân nhau hơn này. Trong một nhóm đấy, ví dụ chúng ta học nó khoảng 3 tiếng thì chúng ta sẽ dành thời gian học 1 tiếng hoặc 2 tiếng còn lại chúng ta ngồi chém gió lại. Tiếp theo, bạn Ngọc Thạch có hỏi là em muốn hỏi anh một chút là đối với một người mới ra trường tốt nghiệp năm 2015 và mức thu nhập hiện tại mức trung bình thì lộ trình thích hợp nhất để học ACCA như thế nào ạ? Em cảm ơn anh ạ. Mới tốt nghiệp 2015 thu nhập thì mức trung bình, mình nghĩ là mức trung bình thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 4 đến 6 triệu một tháng, đúng không? Thì đây cũng là cái mức thu nhập mà ngày xưa mình mới ra trường mình cũng có mức thu nhập nó cũng trung bình như thế này. Như vậy thì cái mà quan tâm đây là cái tiền mà chúng ta, tiền lương của chúng ta có đủ để chúng ta học ACCA hay không. Thì khi mà học ACCA thì nếu mà chúng ta có khả năng tự học được ấy, thì mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Bản thân mình còn tự học mà rất nhiều môn, một số môn mình đi học thì cũng do là có học bổng nên cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thế thì mới ra trường năm 2015 và thu nhập trung bình như thế thì lộ trình học như thế nào thì mình nghĩ là cái nền tảng là cái quan trọng nhất. Một số môn mà mình nghĩ các bạn nếu mà các bạn phải thi thì bạn nên đi học, ví dụ như là môn F4 là môn về luật và môn F6 là môn về thuế. Đây là các môn mà các bạn nên đi học tại vì tài liệu của nó rất là hiếm, rất là ít. Ngoài ra để tạo nền tảng thì chúng ta có môn F2 và môn F3. Nếu mà các bạn đã ok bỏ qua hai môn F2, F3 rồi thì mình vẫn recommend các bạn nên đi học các môn liên quan kế toán tài chính và kế toán quản trị là môn F5 và môn F7. Như vậy chúng ta sẽ học tối thiểu là môn F5 này, môn F7 này và môn F6, môn F4 có thể các bạn luyện. Thì đấy là tối thiểu 3 môn chúng ta nên đi học ở trung tâm. Còn là các môn sau nếu các bạn cảm thấy ok rồi thì mình có thể tự học và mình tiết kiệm rất là nhiều tiền. Thì ngày xưa mình cũng với mức thu nhập trung bình mà mình cũng đã đi học mà cũng đã hoàn thành được ACCA rồi, các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về cái chi phí bỏ ra cũng như là cái thời gian mình học như thế nào. Tiếp theo bạn Trịnh Anh Hào cho mình hỏi lộ trình học ACCA, trình độ tiếng Anh như thế nào có thể học được. Với một người kiến thức về kế toán hạn chế, học ngành tài chính ngân hàng, ra trường làm những công việc không liên quan đến khối ngành kinh tế thì có nên học không? Hay cần có bổ trợ những kiến thức nào nữa để có thể tiếp thu được ACCA? Trình độ thì mình trả lời bên trên rồi. Cái thứ hai là cái tiếng Anh. Tiếng Anh mà để đi học ACCA thì mình cũng có một cái bài viết về tiếng Anh đi học ACCA như thế nào rồi, mình sẽ gửi kèm để cho các bạn đọc thêm. Ở đây mình có thể nói thêm một chút là ban đầu học ACCA thì nó cũng rất đơn giản ở chỗ là chúng ta học với các thầy cô giáo như Việt Nam và sẽ học chủ yếu bằng tiếng Việt. Thuật ngữ thì chúng ta vẫn học nó bằng tiếng Anh nhưng mà thầy cô giáo sẽ giải thích bằng tiếng Việt để cho các bạn dễ hiểu. Như vậy thì tiếng Anh ban đầu là các bạn không cần quan trọng quá, các bạn chỉ cần cái kỹ năng đọc ở mức độ căn bản thôi. Và cái thi thì chúng ta cũng ban đầu chúng ta thi trắc nghiệm. Như vậy chúng ta chỉ cần có kỹ năng đọc, đọc hiểu là chúng ta có thể tham gia được cái kỳ thi về ACCA các môn căn bản rồi. Tuy nhiên là đối với các môn về sau chúng ta có các cái bài thi viết nữa và có làm bài tập này, có viết phân tích này, thì những cái môn khác cái việc mà viết thì nó cũng khá là đơn giản, nó không quá phức tạp. Thì khi mà thi các môn F về sau thì các bạn sẽ đòi hỏi có một cái kỹ năng viết nữa. Thì khi mà các bạn đã đọc quen rồi thì cái chuyện viết ra nó cũng khá đơn giản thôi, và chủ yếu là chúng ta trình bày về mặt số liệu. Còn cái việc phân tích thì cái bài phân tích nó cũng khá là ngắn luôn, không cần quá dài. Thì các bạn chỉ cần nắm được số thì rất căn bản thôi. Mình cũng đã có viết một cái chi tiết về cái cách học tiếng Anh, về cái trình độ học tiếng Anh như thế nào để chúng ta có thể học ở ACCA rồi, mình sẽ gửi được cho các bạn. Còn đối với lại các môn P thì lại đòi hỏi cái kỹ năng phân tích của chúng ta khá là cao, kỹ năng viết lách rất là cao. Để từ lúc các bạn học sang các môn F và các bạn học lên các môn P thì đương nhiên đòi hỏi trình độ tiếng Anh của bạn cũng phải nâng lên rất nhiều. Nhưng mà cũng không quá lo lắng, tại vì ngày xưa khi mình bắt đầu học ACCA thì trình độ tiếng Anh của mình nó cũng chỉ ở mức độ là từ cấp 3 thôi, mà cấp 3 thì các trường đại học ở khắp Việt Nam mình nghĩ là cũng đào tạo na ná nhau thôi. Mình còn ở trên Tây Nguyên nữa cơ, thế nên là cấp 3 học tiếng Anh thì cũng chỉ là vào võ thôi. Và khi đi học ACCA thì mình cũng bắt đầu rất căn bản, nghĩa là đọc hiểu, sau đấy là tham gia các bài thi viết thì tự nhiên mới viết. Nói tự nhiên mới viết thì hơi quá, nhưng mà khi mà chúng ta đã đọc quen rồi thì cái việc chúng ta viết ra ấy, nó đã đi vào não của chúng ta rồi, chúng ta viết ra nó trở nên đơn giản hơn rất nhiều, các cấu trúc câu nó cũng rất quen thuộc rồi. Còn khi mà đến môn P thì mình cũng lưu ý với bạn một chút là cái trình độ tiếng Anh, trình độ đọc hiểu của bạn cũng phải pro một chút. Và khi bạn pro đọc hiểu rồi thì khi bạn viết phân tích nó chỉ là cái nó thể hiện cái suy nghĩ của bạn ở trong đầu thôi. Ví dụ các bạn bảo doanh nghiệp như thế này thì cần phải làm như thế nào đấy, thì các bạn đã đọc rất nhiều, bạn đã cực kỳ quen rồi. Tại vì khi mà đọc một P các bạn đã đọc là mình có thể nói đến hàng chục quyển sách dày như thế này rồi, thì chuyện các bạn viết được nó ra thì nó cũng trở nên đơn giản. Tại vì thực sự là mình cũng không có học về kỹ năng viết, mình không học về cái viết luật viết như thế nào cả, và mình chỉ có đọc tài liệu nhiều thôi. Và khi làm các môn P thì mình cứ tưởng mình viết ra những cái ý mà trong đầu mình nghĩ, thì đấy cũng là một cái mà chúng ta cũng đòi hỏi phải chăm chỉ một chút thì mình có thể nắm được cái kiến thức và từ đấy mình có thể viết được. Tiếp theo, với một người kiến thức về kế toán hạn chế, ra trường cũng không có đi làm kế toán thì nó nên học không? Cái việc có nên học hay không thì mình nghĩ là liên quan đến cái định hướng tương lai của bạn nhiều hơn là cái nền tảng của bạn là gì. Các bạn có một cái mục tiêu để cần gói ACCA chẳng hạn, nó là một cái bước đệm cho bạn chẳng hạn để đạt đến mục tiêu đấy chẳng hạn, thì mình nghĩ là chúng ta nên đi học ACCA. Còn đối với lĩnh vực tài chính thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái chứng chỉ khác nữa, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm và chúng ta sẽ quyết định chọn một cái chứng chỉ nó phù hợp. Còn cái ý, nếu mà ý của bạn là giả sử kiến thức của mình về kế toán hạn chế và có nên đi học không ấy, nghĩa là mình kiến thức của mình yếu chẳng hạn, thì mình có đủ sức mình đi học không ấy. Thì ở đây mình lại nói cái sự quyết tâm của bạn như thế nào. Nếu các cảm thấy yếu của chúng ta thì như nào, tìm hiểu và đọc tài liệu của thứ nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn. Quan trọng nhất là mình có quyết tâm hay không thôi. Còn ACCA thì nó có những cái cấp độ rất là căn bản, có nghĩa ngay cả mọi người không biết gì cả, chúng ta có hoàn toàn là chúng ta có thể học được ACCA. Ở đây thì mình cũng nói thêm một chút là chúng ta nên tạo ra một cái nền nó chắc một chút. Bạn có nói là có cần bổ trợ thêm những kiến thức nào nữa hay không? Thì nếu mà bạn chưa chắc về kế toán, bạn chưa chắc tiếng Anh thì chúng ta nên học những cái khóa thấp nhất để chúng ta có thể nắm được. Và thường cái đặc trưng của những khóa thấp nhất là thầy cô giáo dạy rất là kỹ. Còn những cái khóa mà đã liên quan đến học về luyện thi rồi thì thầy cô giáo sẽ tập trung vào những kiến thức trong yếu tố. Còn cái môn thấp hơn thì thầy cô giáo sẽ dạy kỹ hơn và sẽ giải thích cho bạn kỹ hơn. Thì mình cũng recommend nếu mà bạn cảm thấy yếu kiến thức thì mình nên chọn những cái khóa học khởi đầu nó rất nhẹ nhàng với các bạn thôi, và mình có thể từ đấy mình đặt nền tảng mình đi các cái môn về sau nữa.